Ngày 17 tháng 11, tại lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, khiến 380 người không qua khỏi và 768 người bị thương. Con số này cho thấy tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đáng lo ngại hơn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi đang gia tăng. Chỉ trong 10 tháng đầu năm đã xảy ra 145 vụ, khiến 19 em không qua khỏi và 78 em bị thương. Các lỗi vi phạm phổ biến như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không đội mũ bảo hiểm. Số liệu trong một cuộc khảo sát khác gồm nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố cho thấy có 71,8% số người được hỏi đã trả lời lý do vi phạm là không nhìn thấy cảnh sát giao thông, 55% đưa ra lý do làm theo người khác, 56,8% nghĩ rằng chạy trên đường sẽ né được cảnh sát giao thông. Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tại Việt Nam, mỗi ngày tai nạn giao thông đã cướp đi cuộc sống của hơn 20 người và làm gần 30 người khác bị thương tật. Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền thành phố. Ban An toàn giao thông thành phố kêu gọi người dân hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Đây là năm thứ 13 thành phố Hồ Chí Minh cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia các tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề an toàn giao thông, thành phố cũng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giảm đi số lượng vụ tai nạn giao thông.